À, cô tưới người nhà tặng người ăn cho. Là sao cô? Nó không cho chứ người nhà nào không cho. Người nhà không cho. Nhưng mà ý là cô tưới cho mát cho chú thôi đúng à, không? Ờ đúng rồi, cũng như là lấy nước cho cậu mát vừa xong mình mới lấy nước mình uống. Hiểu là, không? Là cô tưới lên thành mộ hay sao? Cô đâu có tưới lên mộ, là tưới đâu? Cái xanh này nè. À. Ai mà tưới lên mộ? Ủa vậy có gì đâu không cho. Tưới dưới mộ. Dưới mộ thì đâu có bình thường mà. Chuyện vô duyên tại cô muốn nói. Trời đất ơi. Rồi anh nói sao? Anh nói cô đừng có tưới như vậy. Giống như này nè, đây là bằng thiên của cậu nè. À. Cô khấn ly nước này nè, cô dạ là cầu nguyện nè. Yeah. Giống như lấy cái nước lọc của cậu nè. Yeah. Thấy không? Trước là tưới cho cậu sau mình uống. Thấy không? Rồi mình mới giống như mình mời cậu uống nước nè. Bây giờ mình cúng cho cậu bất cứ gì, nếu mà mình thành tâm mình cúng cho cậu là mình phải mời cậu dùng cô hưởng. Chứ không phải mình cúng để như chai để như vậy. Đó cô thấy mở gì cô mới mở ra. Cô hỏi mày phải thằng dưới mũ không? Ừ. Rồi sao cô nó la cô hả? Nó la cô hả? Nó nói cô đừng không có, nó nói cô đừng tới mà cô không có nói. Cô nói vậy hả? Thì thôi. Đó. Cũng như thấy mấy cô cũng hay rót bia mời ra. Cho nên mình thí dụ mình muốn cúng bia nè, bây giờ mình mở bia mình cúng bia nè. Cái đó bia mở ra rồi mình phải mời dưới nước dưới đó. Sao kỳ vậy? Tại vì cô không muốn mình. Ai ta? Cái thằng mặc áo trắng lùng lùng á. Rồi. Cái thằng áo vàng rồi đó. Thằng áo vàng. Ờ đứa đó thường ngày nó áo vàng này mặc áo trắng á. Cô cho đi cô tấp á. Rồi. Là áo vàng. Làm cho cô không uống miếng nước luôn. Dạ. Thôi cô bất giận đi cô. Cô cũng bất giận đi coi. Cô này bất xúc ra cái áo vàng của anh chị cho tưới nước vô mộ. Mình đâu là mình trời, mình là có mình với ổng là biết bao nhiêu năm chờ nó, chỉ là mới đây nó là cái lời nó khử mộ thôi chứ biết mẹ gì. Nó biết mẹ gì mà nói, nhưng mà tại vì mình không muốn gọi là nói để mà ồn ào. Không có thích. Không, cô không thích hiệp sĩ. Anh thích hiệp sĩ. Nói chung là con không thích cái gì vui vẻ. Phải không? Người ta cái chai nước đó là mình biết là cái chai nước sạch chứ không phải là chai nước gì. Người ta dùng người ta uống cho bồn tiền à. Người ta lấy cái chai nước đó nè. Người ta tưới lên cái mão của cậu là cái điều đó không được. Đúng rồi. Mình nước này mức nước sạch. Bây giờ con đi chùa cũng vậy nữa. Con lấy một ở nhà mình nè, mình đem theo trong suối cho mình để trên Phật mình khấn nguyện. Rồi mình lấy mình uống mình rửa mặt. Đó. Mình có mời ví dụ ông nhà mình cúng cũng vậy, mình làm một ly nước mình cũng phải mời mình rải nước ra để mình mời ông bà mình hưởng. Rồi tới phiên mình mới uống. Là đúng đạo đó chứ không phải. Thôi cô đừng buồn, con thay mặt cũng anh áo vàng xin lỗi cô nha. Ừ. Lát rồi con nói ảnh lại. Nói vậy là sai nữa, dạ. Sửa chữa lại, tại vì con không muốn nói ngay giữa mộ cậu, không muốn làm cái điều đó, hiểu không? Là có nghĩa là cô không có rải lên mộ đúng không? Không. Rồi cô rải xung quanh cái mộ. Đi vô con đi coi, đi vô. Rồi đi vô. Nói cái gì phải có sách. Dạ đúng rồi. Con nói cái đó chỉnh đúng. Đúng rồi cô. Từ đây vậy sao không phải bất cứ cách nào mà nó không nói được. Dạ đúng rồi. Để đó cho em mất dứt. Đây. À đây có nước phía trước nè. Thấy ướt phía trước này phải không? Đây hả cô? Đây. Đây là nước này nè, để mộ cụ nè. Dạ. Đây nè, nước này nó tưới đây nè. Dạ. Tao có rải lên mộ không? À. Vậy mà nói cô rải lên mộ hả? Dạ. Nó nói là cô đừng có tưới lẫn tưới làm sao. Dạ. Nhưng mà tại trên mộ của cậu mình không nên nói. Dạ. Không có hiểu con mẹ cái gì hết trơn, đừng có chỉnh đốn khách khứa người ta. À. Đúng không? Thanh niên áo vàng. Dạ. Đây cô chú anh chị. Đó, cô ơi, tưới nước ở đây nè cả nhà. Đó. Đó. Dạ. Cô ở nhà hoài chứ bộ. Ủa, tới nhà chị Hồng Loan hoài luôn hả? Ừ. À, cô bức xúc quá, bức xúc quá cả nhà. Chú xúc gì không lo cái gì có là chú hả con? Ừ. Bức xúc chú bên. Cô với chú là quen từ mấy chục năm nay chứ bộ mới đây. Trời ơi. Quá rồi. Bộ là khán giả bậy bạ luôn mà nó muốn phát biểu bậy bạ. Dạ. Nó chỉ là mấy đứa ở trên đây phụ vấn đề chăm sóc cho cậu là chưa. Cô biết hết á. Nhưng mà tại nó không có hiểu mà nó chỉnh đốn khách như vậy là không được. Bây giờ khách giàu hay khách nghèo gì cũng đồng bằng như nhau. Phải không? Khi người ta tưới nước như vậy tức như là mình thấy nhìn là cho mát cái sân. Điều thứ nhất là cho mát sân. Còn nếu về tâm linh là để cho cậu mát. Mình tưới đó là để cậu hưởng, rồi cậu mát. Tưới hai bên mộ để cho cậu mát. Chừng nào mình tưới lên cái mộ là không được. Mình làm một việc gì không được nên để trên đầu của cậu hoặc là cái thân mộ của cậu là không được. Vậy mà là nó cự con hả?
nó cô đừng cứ tới lên mạng nghĩ là nó muốn ra để làm chùm á, nó muốn làm chùm ơi, muốn phải chặt chùm. Cô ở nhà lon là có một hai lần thôi. Cô, con nghe thông tin là chị Hồng Loan sắp sửa là mở quán trà sữa đó thì cô ủng hộ không? Cô ủng hộ có. Wow. Trời ơi thương muốn chết là dạ. Cô ủng hộ. Cô từ quận 3 chạy qua hả? Trời ơi, cô đi xe có một mình nè. Cô lên đây mấy lần rồi. Dạ. Cô đi xe tự mình đi lên. Ở nhà trong lần mà khó chịu quá phải chạy lên là về khỏe. Lại nhà một lần hai lần thôi là bữa 49 ngàn. Nói chung là nó rất là dễ thương. Kỳ nè mở trà sữa là trời ơi, loại nào kêu... cô cũng phải ủng hộ hết nha. Ủng hộ tôi còn kêu bạn bè tôi người này người kia là ủng hộ đó. Cô là người Hoa phải không? Giọng hơi lợ lợ nè. Đúng rồi. Ở chơi chiều quá về con. Chút xíu về. Đi từ Sài Gòn. Cô đi với ai con? Cô đi mình nè. Rồi sau cái sự việc này cô có buồn không cô? Không nói thôi cô. Nói là, thôi ha. Nói là để thôi chứ không phải nói mà để buồn buồn. Một khi mình đã buồn là mình không nên nói. Yeah. Mình nói ra là để cỡ mở để thật và tháo gỡ cái gì cho nó vui vẻ. Dạ. Yeah. Thôi. Tại nó không hiểu chuyện nó mới nói như vậy. Rồi con cũng thay mặt xin lỗi cô. Nhiều khi anh em không biết đó cô. Tại cũng sợ, tại vì hiện tại bây giờ nó cũng đang cái vấn đề nó trục trặc đủ thứ rồi đó. Hôm bữa là bỏ một cái bình bông mà cô biết là có hai con bướm rồi đó. Là cũng tình nghi vấn đề tâm linh đó con. Mà để đầu mộ cậu luôn á. Không được. Cái bữa đó thấy con chặt nó lạ lắm. Không được. Có hai con bướm mà để đầu mộ không luôn. Không được, cái đó là không được. Để trên mộ là không được. Mà để trên mộ cũng không được. Phải chứ để bây giờ tới đến đầu luôn. Đến đầu là không được. Cô bây giờ tới hai con cá nữa, con cũng không biết. Ủa sao nữa, hả? Mới thấy hai con cá li ti trong chổng luôn. Ở đâu? Ở ngay mộ luôn, phía sau mộ á. Cô bây giờ lấy xuống đi. Lấy xuống hả? Để không được hả? Vấn đề tâm linh là để được không? Không, để xuống, để xuống chỗ. Cô là người Hoa là mấy cái này vấn đề tâm linh cô hay rành lắm nè. Không để trên mộ được, không để lên mộ được. Đó là cái chân. Cũng không được nữa. Cá cái chân này giống như hai con sư tử. Hai cá li ti. Hai cá đá để ngay chỗ dưới cái dù á. Ủa đi xem cá thì phải để về trước cho ông coi, sao để sau lưng sao ông coi để được. Trên để bàn thờ, dưới bàn thờ. Dưới bàn thờ. Để dưới bàn thờ thì được. Để dưới bàn đá thì được. Để dưới bàn đá. Ừ chứ anh cái con gì mà nó để trên đầu ổng sao được. Hai con bướm. Cũng được nữa. Bướm là có cái chậu, có hai con bướm giả là nó lung lay trên. Nửa đó là con cũng có dời xuống, con không có chịu cái đó là để trên. Đúng rồi. Cái mỏ của cậu đội mà đâu có cần phải mấy cái đó đâu. Nó chỉ mất giật quá cái đầu. Cái sao? Nói chung là nhiều khi khán giả ta mến mộ, dạ, ta cũng dạ. Hiểu, người ta để. Hai con bướm là cái tuồng mà Lương Sơn Bá. Lương Sơn Bá chúc dạ, anh đài. Ai có nghĩ như vậy? Mà ta cứ để gần ở trên đó quá là không được.